bố ơi, con vừa đau bụng, con vừa đau cả lưng. Chắc là tại chiều qua bê đồ nặng quá. Con không đi viện đâu nhá, con không có tiền đâu. Lần sau bố mà có trả lương ấy thì nhớ cho con nhiều nhiều một tí nhá. À, bây giờ anh lại kết tội tôi đấy hả? Anh oán trách tôi là giao cho anh nhiều việc, thế rồi còn trách tôi là ki bo, không cho anh tiền để anh không có tiền vào viện hả? Bố nói thế thì bố cứ kệ con. Quang, xuống đây. Thuốc gì đấy cháu? Thuốc đặc trị bác ạ. Bác đợi nó lên hộ cháu với. Dậy đi. Này. Cái gì đấy? Uống đi rồi đang hỏi. Cái gì mặn mặn khẩm khẩm thế mày? Nước muối pha loãng thôi bác ạ. Thằng Quang nó bị ngộ độc nên là cần phải nôn hết mọi thứ ra rồi mới cho uống thuốc hoặc là đi viện được. Ở bên kia cũng có mấy người bị ngộ độc, nghi là do ăn phải xúc xích của hai cậu Tả và cậu Trải. Cái Pu nó cũng đang ở trong viện cùng với họ. Bác cũng muốn vào đấy xem sao. Không ngờ thằng Quang nhà bác nó cũng bị. Để cháu đi cùng bác. Cháu đi cùng để xem Pu với cả mọi người có cần giúp gì không. Được. Pu ơi, Tả ơi, có thấy Pu với Tả đâu không? Mọi người đâu hết cả rồi hả? Mọi người làm sao đấy ạ? Mọi người sao đấy ạ? Từ từ, đừng làm cho sợ người. Mày làm sao đấy? Trải, Trải, mày làm sao đấy? Mày làm sao đấy? Tao mơ thấy mọi người ăn xúc xích của mình xong rồi. Xong sao? Mọi người vồ lấy tao, đòi mạng của tao. Người ta đang chuyển nước trong kia kìa, đòi mạng ai? Hay là đây là điềm báo hả mày? Trời ơi, điềm báo gì? Thật mà. Linh tinh. Đợi cháu chuyển dịch xong thì mọi người có thể về nhà. Trong thời gian mấy ngày tới thì gia đình cần chú ý cho cháu nghỉ ngơi, ăn uống đồ ăn thanh đạm và dễ tiêu hóa nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ ạ. May mà bị nhẹ cháu ạ. Này, bác. Qua cái sự việc này, hai đứa phải rút ra bài học, tránh không dẫm vào vết xe đổ trong buôn bán, nhớ chưa? Sợ lắm rồi ạ. Lần sau bọn cháu không thế nữa đâu ạ. Tốn cả đống tiền. Mày không phải chết. Mày không ai làm sao ạ. Thôi, bây giờ bác về với thằng Quang, cháu cũng về nghỉ ngơi đi nhá. Vâng ạ. Chào cha bác. Bác ạ. Chào bác ạ.
đâu. Người ta còn đang nằm chuối nước đây này. Tao đùa. Tự nhiên đưa đơn thuốc cho tao làm gì? Không đưa đơn thuốc cho mày, chẳng nhẽ đưa cho người ta thanh toán à? Nhưng mà trả hết tiền viện phí rồi mà.